Em bán được không? Làm gì trên lầu á, có công ty nào đang tuyển nhân viên hay sao á, cái tự nhiên giờ buổi trưa nè, nhân viên lát nữa xuống đông lắm, đông ăn uống này nọ được nên bán cũng đỡ lắm em. Dạ. Đúng rồi, hình như trên lầu 3 mấy cái công ty nó đang tuyển thêm người nữa hay gì đó, cho nên là đông mà phải rồi. Cũng được, chị cũng mừng. Ủa? Mà sao hôm nay đứng quầy vậy, cái bạn mà pha chế của bên anh đâu rồi, cái bạn đẹp trai đầu quắn quắn á đâu rồi? Nó đi ra ngoài lấy đồ ship. Cho nên là cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Chắc là mình đối diện á, bây giờ nó hay xuống hàng á, rồi nó quăng đồ xuống nền nhà đùng 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 nghe nhức đầu luôn. Mốt mà phải nói bên kia mới được. Cái tiệm đối diện á, họ xuống hàng á, em kêu giống gì á. Anh Linh ơi, có chuyện rồi anh Linh ơi. Kệ nó. Anh Linh ơi, có chuyện rồi, chuyện lớn rồi. Thì bên kia nó xuống hàng, để nó xuống đi rồi lát mình đậu xe sao? Dạ không có. Cái gì? Cái máy hiên chỗ chỗ gửi xe á. Thì... nó có cái đèn. Xong rồi khách tới dựng xe ngay chỗ đó. Rồi sao? Không biết trùng hợp bằng cách nào mà cái đèn nó rớt xuống chúng mà khách một cái đùng. Cái gì? Cái đèn rớt chúng. Trời đất ơi. Chúng mà anh. Cái gì? Anh đi đâu rồi? Anh đi đâu hả? Đi ra coi khách có sao không nhá. Trời ơi, bà khách thì chắc chắn là có sao rồi. Bởi vì chú Tư đưa bà vô trong bệnh viện rồi. Đưa bệnh viện luôn? Dạ. Ở đây canh tiệm để anh phải đi lên bệnh viện thăm mà khách bị gì vậy? Anh đi vô trọng hả? Đi vô trọng là anh phải đem theo tiền nha. Chứ hồi nãy em nghe bà nói là phải bồi thường gì á. Cái gì? Bồi thường? Người ta đòi bồi thường á. Sao bồi thường? Thì người ta nói là cái đèn của quán mình gớt xuống chúng người ta thì phải bồi thường cho người ta chứ. Không, cái đó là bên tòa nhà. Bên tòa nhà coi khách hàng sau cái đèn nó rớt xuống trúng đầu người ta kìa. Cái gì tòa nhà? Nè nha, cái chỗ để xe đó là của tòa nhà. Đúng rồi. Nhưng mà cái khung đèn là anh tự lắp. Đúng không? Anh tự lắp mà anh còn chưa có xin phép tòa nhà. Rồi bây giờ anh còn kêu tòa nhà bồi thường. Có bồi thường á là phải bên chỗ thi công bồi thường kìa. Anh kêu người ta thi công làm sao rồi bây giờ rớt xuống rồi anh kêu bên thi công đi chứ em biết gì đâu. Thôi, bây giờ ai bồi thường cũng được. Quan trọng là phải vô bệnh viện coi người ta sao kìa anh. Mệt ghê. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Mến chào quý vị khán giả đến với chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự thì cần phải căn cứ vào cái thỏa thuận của các bên. Theo tình huống pháp lý nêu trên, thì ông Linh đã tự ý lắp đèn mà không thông qua cái sự đồng ý của Uyên hay là quản lý của tòa nhà. Vì vậy cho nên là khi mà xảy ra những cái sự cố liên quan đến những cái thiết bị vật tư như là đèn hay là cột mà do ông Linh tự ý lắp đặt vào và gây ra thiệt hại cho khách, thì ông Linh phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách. Theo tinh thần và quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015, khi một người mà bị xâm phạm về sức khỏe, về tính mạng, về tinh thần, về uy tín nhân phẩm thì chúng ta có thể yêu cầu cái người gây ra thiệt hại cho mình tiến hành bồi thường thiệt hại. Và cái nguyên tắc bồi thường thiệt hại đó là thiệt hại đến đâu thì bồi thường đến đó. Và cái thiệt hại được gây ra phải có mối quan hệ nhân quả với cái hành vi trái pháp luật của cái người mà có hành vi vi phạm. Nói một cách cụ thể hơn, trong trường hợp này, người khách đã bị xâm phạm về cái sức khỏe của mình. Bởi vì khi mà đèn rơi trúng đầu như vậy thì có thể là dẫn đến là cần phải điều trị tại bệnh viện thì người khách đã bị xâm phạm về sức khỏe. Thì đầu tiên đã có thiệt hại xảy ra, đã đáp ứng một cái điều kiện đầu tiên. Thứ hai là cái mối quan hệ nhân quả giữa cái hành vi trái pháp luật với cái thiệt hại được gây ra. Ở đây mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại đó là cái việc mà ông Linh đã tự ý lắp đèn lên cái trần của tòa nhà, đó chính là cái hành vi trái pháp luật rồi, bởi vì cái hành vi đó không được cho phép trong cái hợp đồng thỏa thuận giữa ông Linh và Uyên. Và khi phát sinh cái việc lắp đèn đó thì ông Linh cũng không hề thông báo cho Uyên hay là ban quản lý tòa nhà, thì đó chính là hành vi trái pháp luật. Và chính cái hành vi trái pháp luật đó đã gây ra cái thiệt hại về sức khỏe cho người khách, đó chính là cái mối quan hệ nhân quả giữa cái hành vi trái pháp luật và cái thiệt hại gây ra cho khách. Tiếp theo là cái mối quan hệ giữa ông Linh và cái đơn vị thi công về cái việc gắn đèn cho ông Linh. Thì sau khi bồi thường thiệt hại cho khách thì ông Linh có thể khởi kiện cái công ty thi công trong một cái vụ án khác để xem xét về cái trách nhiệm bồi thường giữa công ty thi công đối với ông Linh. Bởi vì ông Linh đã cho rằng là họ đã có những cái sai phạm nhất định về cái kỹ thuật để mà gây ra những cái thiệt hại về mặt tài chính, về mặt vật chất cho mình. Thì trong trường hợp này, người khách thì bị xâm phạm về sức khỏe, ông Linh thì bị thiệt hại về tài chính, bị thiệt hại về vật chất. Vì vậy cho nên mối quan hệ giữa các bên là những mối quan hệ độc lập. Khi mà chúng ta xem xét thì chúng ta cần phải xem xét một cách toàn diện mối quan hệ giữa những cái thiệt hại nào với những cái hành vi nào. Trong trường hợp này thì hành vi gắn đèn của ông Linh gây ra thiệt hại về sức khỏe cho khách, thì mối quan hệ giữa ông Linh và khách có mối quan hệ về bồi thường trong việc xâm hại về sức khỏe. Còn mối quan hệ giữa ông Linh và công ty thi công là chính cái hành vi
nếu có về sai phạm về cái cơ sở kỹ thuật, về cái việc lắp đèn giữa công ty thi công đã gây ra cái thiệt hại về mặt vật chất của ông Linh, thì đã phát sinh về cái việc bồi thường thiệt hại về mặt vật chất giữa công ty thi công và ông Linh. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của Vitamin Hạnh Phúc.